Xin chào tất cả các anh em, mọi người trở lại với channel của mình. Anh em thì chúc mừng tất cả các anh em ra và giao diện của con game Kevin. Thì hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục làm về con game Kevin này với cái bộ môn là Long Hổ anh em nhé, và tiếp tục với series về chuyên môn nhỏ thôi. Thì thật ra thì ở series này ấy, thì đợt trước thì mình có bảo rồi, thì tất cả những cái vốn nào mà anh em chơi ấy, nó đều tuân theo cái quy tắc là lãi theo phần trăm vốn anh em nhé. Thì tức là nó sẽ lãi theo hàm đâu đó 20-25% là mức độ tối đa và an toàn rồi. Thì khi nào mà anh em muốn mà lãi chắc chắn á thì tầm 15% là ổn anh em nhé. Thì ok, hôm nay thì mình sẽ mang với cái mức vốn tầm trung thôi, tầm 6 triệu ha, thì mình sẽ lãi đâu đó lên tầm 1,2 triệu, tức là lãi 20% đấy anh em. Thì cho anh em xem là mức độ nó có an toàn hay không và nó phải áp dụng được tất cả loại lãi nhé, thì mình mới đưa lên cho anh em biết nhé. Ok, thì nó cũng phụ thuộc vào cái vốn đặt cược của chúng ta nữa anh em ơi. Thì ví dụ như 6 triệu thì anh em sẽ đặt đâu đó tầm 200 cho một tay, tức là đâu đó 3% đấy anh em, đâu đó 3% cho một tay đấy. Đấy, ok, thì cái công thức này thì mình đã nói rất là nhiều rồi và anh em chỉ cần áp dụng thôi là được ha. Còn nếu như anh em nào muốn trải nghiệm con game này thì có ngay cái đường link ở phần mô tả đây anh em, nhấp vào đó rồi tải về. Khi tải về thành công, anh em tạo ra phần nạp bất kỳ, anh em sẽ nhận được gift code nạp đầu từ 20-50k bằng cách là gửi KD bên đốt trái màn hình và group Telegram mình để phần mô tả anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào Long Hổ luôn để xem cái cầu hôm nay có gì. Mới vào hình như mình thấy nó có lên một cái hình cầu tam giác, thì mình đánh về con long đi anh em ơi, đánh về 300 luôn nhá, xem thử cầu này có chuẩn hay không nhá. Đánh về cầu 300 luôn, nó mới lên một cái hình cầu à, về cầu 11 khá là dài đấy nè. Ui xồi ơi, không đúng rồi, con này nó không phải lên cầu à, tam giác rồi. Nếu không phải cầu tam giác thì gấp tiếp con long cho mình anh em nhé, gấp tiếp lên 600 nha. Mình đang xem những cái hình cầu ở bên dưới, thì theo mình thấy thì có một hình biểu đồ cầu thứ ba thì nó đang cầu 11 đấy anh em. Đấy, anh em có thể thấy khi mà chúng ta chơi con game này thì bình thường thì mình lên 4 video về phương pháp chọn kỹ thuật đánh rồi. Thì hôm nay thì mình vẫn sẽ lên cho anh em về phương pháp nhìn cầu và cũng như là đánh theo biểu đồ cầu nhé. Hôm nay thì tay nào check thì mình lên 300, tay nào mà đánh rén ấy thì mình lên 200 thôi. Đấy, ok chưa anh em? Ok, tay này thì hấp luôn một con nữa, 300 là 600 anh em nhé. Đấy, đánh rất là nhanh luôn. Ok, thì ở tay này thì mình xem thử nhé. Cầu này thì ở 3 đường cầu luôn, 3 đường cầu thì đang nghiêng vào cầu 11 khá là cao và tỷ lệ vào con long cũng khá là cao đấy anh em. Tay này ok, đánh vào long tiếp nha, 200 thôi. Úi xồi ơi, cầu này vào 1 điểm à. Ok, ở cầu này và con hổ này thì nó muốn đánh cầu 11 thì ok, mình sẽ đánh cầu 11 bình thường thôi anh em. Đánh lên 400 nha, 400 con long nhé. Nếu mà về con long trong tay này thì nó lại vô cùng là hợp lý luôn. Nếu mà nó đáp ứng cái cầu 11 ở biểu đồ cầu thứ 3. Ui xồi, lên cầu 1 điểm nữa rồi. Mình thấy nó cứ hợp lý ở 3 hình cầu kia là hình cầu chính nó lại không về đâu anh em. Ok, chắc con này đánh về một con hổ nữa đi nhờ. Đánh về một con hổ nữa nhé. Mình đang bẻ cái cầu ở biểu đồ cầu thứ hai đấy anh em. Nó đang lên một cái con cầu long 6 nút. Thì mình đang bẻ cái cầu đấy. Ok cho anh em, về ngay luôn em ơi. Đấy, chuẩn luôn nhé. Ok, lên 6 triệu 8 rồi. Đánh lên 400 nữa ha. Ở cầu này thì đánh về rồi con long đi anh em ơi. Mình đang thấy nó khá là giống với cái hình cầu mà nó đưa ra ở phía trước, tức là đi lên cầu 3 long hổ, cầu 3 về hổ, sau đó ui xồi ôi, đánh lại con long thì chết, tiếp tục chết anh em ơi. Cầu bệt hổ thì khả năng là thôi không có rồi, tiếp tục đánh long cho mình nhé. Anh em có thể thấy là ở hình cầu này thì đang đi về cầu 11 à. Tất cả những biểu đồ khác là đang đi chỉ có cầu 1 và cầu 2 thôi anh em. Ok rồi, chuẩn rồi anh em ơi. Cầu này lại về long, nhưng mà không biết là nó đang đi về cái hình gì đây, để mình phân tích thử xem nhé.
khả năng là chỉ là một cầu 141 thôi. 141 này thì chắc là mình sẽ kết thúc với một con long đi anh em nhé, tức là đánh đứng đây nè. Hình này anh em đánh đứng nó sẽ hợp lý hơn. Nếu như mà ở cái biểu đồ cầu thứ ba nó lên cầu 22 đây nè. Ui xồi, không về hộ, không về long luôn, về hộ tiếp. Ok, nhảy sang hộ đánh nha anh em, đánh đứng thì phải nhảy sang thôi. Hình này nếu mà vậy thì nó sẽ về cầu 12 ở biểu đồ cầu thứ ba anh em nhé, anh em để ý nhé. Hoặc là cầu 12 ở biểu đồ cầu thứ hai nữa này, nếu mà về hổ, không về hổ luôn em ơi. Một cái hình cầu hơi quái ấy. Thật sự là ở cầu chính và cầu phụ nó đều không có rõ ràng đấy anh em. Đánh tiếp một con về long nhé, tiếp tục với phương pháp đánh đứng thôi, bởi vì khi mà anh em áp dụng phương pháp đánh đứng thì cầu về ba cái biểu đồ cầu phía dưới nó cũng sẽ theo cái phương pháp của anh em thôi. Đấy. Nó lại lên một con hổ nữa anh em ơi. Thật sự là về cầu 11 trong cái tình huống khá là nhạy cảm luôn đấy anh em. Ok thì chắc là mình vẫn tiếp tục sẽ đánh về hổ thôi anh em. Vẫn phương pháp đánh đứng thôi. Ok chưa anh em? Chắc chắn là sẽ ăn thôi, bởi vì không thể nào nó không có một cái tay đánh đứng được. Ở phía trước đã lên một tay 8 tay rồi anh em ơi, mà tay này nó về như thế này rất là khó nhá. Ok thì chắc có lẽ mình cũng sẽ kết thúc video ở đây, và nói chung là cũng sẽ chứng minh cho anh em thấy là nói chung lại 20% nó vẫn trong mức an toàn anh em nhé. Đấy, và làm được nhá. Và hẹn gặp lại tất cả các anh em trong video sau. Chúc tất cả các anh em ngày mới thật là vui vẻ cũng như là tràn đầy năng lượng nhé.